xương và sức mạnh của xương do loãng xương gây nên. Và với gãy xương do loãng xương thì có thể có nguyên nhân chấn thương hoặc không có nguyên nhân chấn thương. Và nếu thường có nguyên nhân chấn thương ấy, thì cái chấn thương này thường nó rất là nhẹ và nó không tương xứng với cái tổn thương. Gãy xương do loãng xương ấy là biến chứng nghiêm trọng nhất của loãng xương đối với xương, và đây là một cái hậu quả rất gây nên một cái hậu quả rất là nặng nề đối với người bệnh, tăng về chi phí điều trị và cũng như là tỷ lệ tử vong, cũng như là về gánh nặng về kinh tế đối với gia đình người bệnh. Gãy xương do loãng xương thì thường gặp nhất ở xương đốt sống, ngoài ra thì thường gặp thứ nhì là ở xương khớp háng, thường gặp là gãy cổ xương đùi hoặc gãy liên mối chuyển xương đùi, tiếp đến là gãy đầu dưới xương quai và đầu trên xương cánh tay. Người bệnh gãy xương do loãng xương ấy thường có nguy cơ gãy tiếp hoặc là ở vùng chi thể đó, hoặc là gãy lại ở vùng chi thể đó, hoặc là gãy ở cái vùng chi thể khác. Về mặt chẩn đoán gãy xương do loãng xương ấy, thì nó dựa trên những nguyên tắc chung của chẩn đoán gãy xương. Đầu tiên là chúng ta khai thác xem bệnh nhân có nguyên nhân và cơ chế chấn thương hay không. Mà một điều xin nhắc lại đó là gãy xương do loãng xương thường không có nguyên nhân và cơ chế chấn thương rõ ràng, hoặc nếu có thì thông thường cơ chế chấn thương cũng rất là nhẹ và không tương xứng với vị trí của gãy, không tương xứng với lực có thể bẻ gãy được xương ở những người bình thường. Cái thứ hai nữa là khi khám lâm sàng ấy, thì chúng ta có thể phát hiện được những dấu hiệu như đau, dấu hiệu biến dạng chi điển hình của gãy xương. Tuy nhiên những cái dấu hiệu này ở những bệnh nhân loãng xương ấy, thì thường có thể sẽ mờ nhạt hơn so với những bệnh nhân gãy xương do chấn thương. Cái thứ ba là chẩn đoán hình ảnh. Gãy xương do loãng xương thì thường dựa vào X quang là đủ. Tuy nhiên một số trường hợp gãy xương do loãng xương ở những vùng khớp, gãy xương do loãng xương ở vùng cột sống thì cần phải chụp thêm cắt lớp vi tính. Đo mật độ xương là một cái xét nghiệm vô cùng quan trọng. Nó phản ánh được cái mức độ loãng xương của người bệnh và giúp cho chẩn đoán cũng như tiên lượng điều trị về sau. Ngoài ra thì một số xét nghiệm máu có thể cần thiết phục vụ cho việc tìm nguyên nhân của loãng xương tiên phát hoặc là thứ phát, hoặc là đánh giá mức độ chuyển hóa của xương. Một số vị trí gãy xương do loãng xương thường gặp bao gồm gãy xương đốt sống, gãy xương do khối đầu trên xương đùi hay còn gọi là gãy xương khớp háng thì có thể là gãy cổ xương đùi hoặc khối mối chuyển xương đùi, gãy xương ở đầu trên xương cánh tay thường là gãy chỏm hoặc cổ xương cánh tay, và gãy xương ở đầu dưới xương quai. Đây là bốn cái vị trí gãy xương do loãng xương thường gặp nhất. Gãy xương do loãng xương tiên phát thì cần phải chẩn đoán phân biệt với gãy xương do loãng xương thứ phát, thường xảy ra do nang xương, do u xương hoặc cả do ung thư di căn, hoặc sau một số bệnh lý như đa u tủy xương hoặc một số bệnh lý chuyển hóa. Trên hình ảnh minh họa là một số hình ảnh gãy xương do nang xương ở trẻ em, hoặc là gãy xương do ung thư di căn ở người trưởng thành, hoặc gãy xương do bệnh đa u tủy xương. Điều trị gãy xương do loãng xương ấy, nó có một số trở ngại nhất định mà khiến cho phẫu thuật viên, chấn thương chỉnh hình cũng như những bác sĩ nội khoa cũng như bác sĩ phục hồi chức năng cần phải lưu ý đến. Thứ nhất, thời gian nằm viện của bệnh nhân thường lâu và thời gian bất động của bệnh nhân thường kéo dài, quá trình hủy xương vẫn tiếp tục xảy ra sau quá trình gãy, do đó làm nặng thêm cái tình trạng bệnh lý nền nếu có của người bệnh. Thứ hai là mật độ xương giảm, chất lượng xương yếu, do đó gãy thường phức tạp, ổ gãy khó được nắn chỉ về mặt giải phẫu. Thứ ba là trong trường hợp phải điều trị phẫu thuật ý, vì cái mật độ xương giảm và chất lượng xương yếu ý, thì cái phương tiện kết hợp xương đưa vào ý, khiến cho cái kết hợp xương này nó không được vững chắc giống như những cái xương do chấn thương. Và thứ tư là thời gian liền xương thường kéo dài, có thể dẫn đến chậm liền hoặc là không liền. Thứ năm là tăng nguy cơ gãy xương thứ phát, đặc biệt là những vị trí liền kề trên và dưới ổ gãy. Thứ sáu đó là loãng xương ở những người cao tuổi ý, thì thường kèm theo tình trạng thoái hóa của hệ vận động. Điều trị gãy xương do loãng xương vốn đã phức tạp và khó khăn, nhưng mà đi kèm với việc gia tăng các biến chứng do cái việc điều trị bệnh lý thoái hóa và do bất động lâu gây nên. Gãy xương do loãng xương có tỷ lệ tàn tật và tử vong cao, đe dọa đến sức khỏe thể chất cũng như tâm thần của người bệnh, giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người bệnh, cũng như là tăng gánh nặng chi phí về y tế cho gia đình cũng như trong cộng đồng. Về mặt điều trị gãy xương do loãng xương có nhiều điều khác biệt so với gãy xương do chấn thương, và điều trị gãy xương do loãng xương thì cần phải có sự kết hợp của bác sĩ chấn thương chỉnh hình trong điều trị chỉnh hình cũng như bác sĩ nội khoa trong điều trị chống loãng xương. Về nguyên tắc điều trị gãy xương nói chung ý, thì nó có 4 cái vấn đề cần phải đề cập đến. Thứ nhất là phải cứu sống người bệnh, thứ hai là hỗ trợ liền xương, thứ ba là phục hồi chức năng chi thể, và thứ tư là phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra. Đối với gãy xương do loãng xương thì các biện pháp điều trị gãy xương do loãng xương bao gồm: thứ nhất là nắn chỉnh, thứ hai là bất động vị trí gãy, có thể bất động bằng phương pháp phẫu thuật hoặc là không phẫu thuật. Tiếp theo là phục hồi chức năng, và tiếp theo là điều trị chống loãng xương. Và điều trị gãy xương do loãng xương ấy, thì cái chỉ định điều trị bảo tồn hay điều trị phẫu thuật cái loại gãy đấy nó phụ thuộc vào từng cá thể. Một biện pháp điều trị cụ thể sẽ được chỉ định cho bệnh nhân thì nó phụ thuộc vào: thứ nhất là vị trí của gãy xương là vị trí nào, thứ hai là mức độ loãng xương của bệnh nhân ra làm sao, thứ ba là tình trạng của người bệnh, có bệnh lý nền thì kèm theo hay không, và
Phẫu thuật viên cũng như bác sĩ nội khoa cần phải cân bằng giữa ưu điểm và nhược điểm của phương pháp điều trị bảo tồn hay phẫu thuật đối với người bệnh để tìm ra một biện pháp điều trị tối ưu phù hợp cho người bệnh. Nếu phẫu thuật được chỉ định thì kỹ thuật cố định xương cần phải đơn giản, an toàn và hiệu quả, ít xâm lấn, và nó thường ưu tiên cho cái việc mà duy trì được chức năng của khớp liền kề vùng gãy hơn là cái việc nắn chỉnh về mặt giải phẫu nhằm đạt được cái chức năng chi thể giống như trước khi bệnh nhân bị gãy. Về lựa chọn phương tiện kết hợp xương trong điều trị gãy xương do loãng xương ấy, thì nó giống như trong chấn thương là có thể sử dụng đinh nội tủy hoặc là nẹp vít. Tuy nhiên, một số trường hợp gãy xương ở vùng gần khớp, ví dụ như gãy đầu trên xương cánh tay hoặc là gãy đầu trên xương đùi, thì có thể điều trị bằng phẫu thuật thay khớp. Và một cái vấn đề quan trọng cần phải được đề cập đến đó là cần phải điều trị loãng xương sau khi điều trị gãy xương. Dù gãy xương do loãng xương đã được điều trị nội khoa hay được điều trị ngoại khoa, thì tiếp theo đó là quá trình điều trị loãng xương. Việc bổ sung canxi là cái nền tảng cho các biện pháp điều trị loãng xương và nó được khuyến cáo dùng với liều 800-1200mg mỗi ngày. Bên cạnh đó thì bổ sung vitamin D, nó không chỉ làm tăng cái hấp thụ canxi ở ruột mà nó thúc đẩy quá trình lành xương. Và tiếp theo nữa là calcitonin, là cái thuốc mà được dùng để tăng cường sức mạnh cơ sinh học tổng thể của xương, nó làm tăng mật độ xương và chất lượng xương. Nhóm thuốc chống loãng xương bifosfonat làm tăng mật độ xương và nên nó có tác dụng rất là tốt trong điều trị loãng xương. Ngoài ra ấy, thì làm giảm được nguy cơ tái gãy. Bifosfonat thì có rất là nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng các nhóm sản phẩm khuyên dùng thì bao gồm alendronat, risedronat hoặc là acid zoledronic. Ngoài ra thì stem là một cái biện pháp tốt để điều trị gãy xương sau loãng xương cũng như điều trị loãng xương ở phụ nữ sau khi mãn kinh. Ngoài một số thuốc khác cũng có thể được khuyến cáo khuyên dùng như strontium renat, tuy nhiên là nguy cơ thì khá là cao đối với bệnh nhân có nhóm tim mạch. Mặc dù những cái thuốc này được khuyến cáo sử dụng trong điều trị loãng xương, tuy nhiên cần phải lưu ý chỉ định và chống chỉ định cũng như tác dụng không mong muốn của những thuốc này, và khi điều trị thì cần phải tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong khuyến cáo điều trị loãng xương của Bộ Y tế thì Bộ Y tế cũng đưa ra khuyến cáo là nhóm thuốc bifosfonat, đây là nhóm thuốc được lựa chọn đầu tiên trong điều trị các bệnh lý loãng xương cũng như trong điều trị những gãy xương do loãng xương. Mặc dù điều trị gãy xương do loãng xương cần có sự kết hợp của bác sĩ chấn thương chỉnh hình, bác sĩ nội khoa rồi, nhưng một vấn đề cần quan trọng nữa ấy, đó là cần phải phòng ngừa gãy xương lần tiếp theo ở trên bệnh nhân loãng xương. Và cái việc phòng ngừa này thì cần thêm một bác sĩ phối hợp nữa, đó là bác sĩ về phục hồi chức năng. Đối với bác sĩ chấn thương chỉnh hình thường thì được tiếp xúc với bệnh nhân rất là sớm, trong ngay từ lần gãy xương đầu tiên, dễ thuyết phục bệnh nhân điều trị về gãy xương cũng như dễ thuyết phục bệnh nhân điều trị loãng xương. Tuy nhiên, thông thường các bác sĩ chấn thương chỉnh hình thường bỏ qua điều trị loãng xương. Còn đối với bác sĩ nội khoa thì nhận thức được nguy cơ của gãy xương do loãng xương, nhận thức được nguy cơ của loãng xương của người bệnh cũng như là cách thức điều trị. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận bệnh nhân gãy xương lần đầu thì thấp hơn bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Bên cạnh đó thì bác sĩ phục hồi chức năng có một vai trò rất là quan trọng trong việc phục hồi chức năng, tăng cường cái khả năng giữ thăng bằng, phục hồi cơ lực cho người bệnh và đặc biệt là phòng ngừa té ngã ở những bệnh nhân lớn tuổi. Chính vì vậy, đối với bệnh nhân gãy xương mới do loãng xương thì dù ở đơn vị nội trú chấn thương chỉnh hình hay bệnh nhân khám ngoại trú ở những cái phòng khám thì cần được đánh giá những nguy cơ té ngã, cần được đánh giá nguy cơ loãng xương cũng như nguy cơ gãy xương do để có những điều chế độ điều trị phù hợp. Bên cạnh đó thì cần có những lớp tập luyện phục hồi chức năng hoặc những chương trình giáo dục thường xuyên để giúp cho bệnh nhân nâng cao hiểu biết cũng như điều trị loãng xương. Và để đánh giá nguy cơ gãy xương do loãng xương thì có một cái thang điểm theo đó là cái mô hình FRAC dùng để đánh giá cái thứ nhất là đánh giá cái tiên lượng cái khả năng bị gãy xương của một toàn thân của người bệnh cũng như là gãy cổ xương đùi của người bệnh trong vòng một thời gian, trong thời gian nhất định. Và với cái mô hình này thì người ta dựa vào 12 yếu tố bao gồm tuổi, giới, cân nặng của người bệnh, chiều cao, tiền sử gãy xương, về điều trị thuốc corticoid, về điều trị các bệnh lý như viêm khớp dạng thấp, loãng xương thứ phát và thói quen sử dụng thuốc lá và rượu. Bên cạnh đó thì người ta sử dụng thêm một cái yếu tố nữa, đó là mật độ xương ở vùng cổ xương đùi. Và với những 12 yếu tố này thì người ta đánh giá được cái nguy cơ gãy xương của người bệnh và đối tượng có cái giá trị, và với những đối tượng mà có cái giá trị tiên lượng gãy xương toàn thân trên 20% hoặc là gãy cổ xương đùi trên 3% là đối tượng có nguy cơ cao. Và với những đối tượng nguy cơ cao này thì cần phải điều trị loãng xương.
Trên tất cả những cái thông tin mà được cung cấp cho tới các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp thì cần lưu ý lại một số vấn đề như sau. Điều trị gãy xương do loãng xương ấy, thì với mục tiêu ở đây là giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh, giúp người bệnh vận động sớm, đưa chức năng chi thể về tình trạng trước khi bị gãy, và trong cái điều trị